Hạnh phúc là điều rất kỳ diệu. Bạn chỉ nhận được nó khi đem trao cho người khác. Trái tim càng rộng mở, sẻ chia điều tốt đẹp, càng dễ dàng đón nhận thêm những điều tốt đẹp. Giúp đỡ và cho đi vô điều kiện, không mong được đền đáp, là thực hành vĩ đại, cũng là niềm vui to lớn, không cách nào đo đếm được. Khi bạn giúp đỡ, cho đi, làm một việc lợi ích, bạn nhận lại lợi ích vô điều kiện. Ngày nọ, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia, để xem thái độ ông ta ra sao khi không nhìn thấy đôi giày." Vị giáo sư ngăn lại: "Chúng ta đừng bao giờ đem người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng của ông ấy ra sao." Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc, băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác, vừa xỏ chân vào một chiếc giày, thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ, ông bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói, cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về." Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, dự định, nỗi lo cơm áo gạo tiền. Mà đôi lúc, dường như không còn có thời gian quan tâm đến những việc, những người xung quanh. Trong dòng đời vội vã, đã quên đi tình nghĩa giữa người với người. Hạnh phúc là một điều rất kỳ diệu. Ta chỉ nhận được nó khi đem trao cho người khác. Nếu là con chim, chiếc lá, thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Cho không có nghĩa là khi chúng ta đã đầy đủ về vật chất mới có thể giúp đỡ người khác. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi han, một lời động viên đúng lúc, giúp người ta có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực sống. Cho đi sự đồng cảm, chia sẻ với người cùng cảnh ngộ, giúp người khác vơi đi sự tủi thân, đau buồn. Hãy sống hết mình với người khác, bạn sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui, hạnh phúc. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Lúc bạn cho đi nhiều nhất là lúc bạn được nhận lại nhiều nhất. Hãy cho đi một cái gì đó để rồi biến niềm hạnh phúc của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình. Khi biết cho đi, tâm từ bi trong bạn được lớn mạnh thêm. Khi cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bản thân bạn cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc và hạnh phúc. Người xưa có câu: "Thi ân bất cầu báo." Hãy cứ vô tư cho đi, bằng tấm lòng từ bi của mình, bằng sự vô tư không toàn tính và không mong cầu đền đáp. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình đã bỏ ra. Ta giúp đỡ người này, ắt sẽ có lúc có người khác giúp đỡ lại ta. 1. Sống chân thật. Hầu hết trong chúng ta đều cố gắng tỏ ra tốt đẹp, khiến người khác nghĩ về mình một cách tích cực, cố gắng để làm vừa lòng mọi người.
Tuy nhiên, điều này không ý nghĩa với chính cuộc sống của bạn. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống chân thật với chính mình, thoải mái hơn với con người thật sự của mình. 2. Thiết lập những ưu tiên. Thiết lập những ưu tiên hàng đầu để biết điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất với bạn. Bạn cũng sẽ biết điều gì đem lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. 3. Sống điều độ. Hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Ăn đủ, nghỉ đủ và thể dục thường xuyên. Không lãng phí thời gian quý báu với máy tính, Facebook. 4. Hãy là bạn của bản thân. Hãy làm bạn với bản thân mà không phán xét chính mình. Không so sánh bản thân với người khác. Trên đời, không ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có khuyết điểm, nên đừng vì thế mà tự hạ thấp bản thân. Bạn có lỗi lầm, nhưng bạn đang sửa đổi. Bạn có khả năng và tài nghệ của mình. Bạn là người có giá trị. Bạn đóng góp vào sự an bình và đem lại lợi ích cho nhiều người. Hãy yêu thương và rộng lượng với bản thân nhiều hơn. Người xưa có câu, nhân vô thập toàn. Đừng quá nghiêm khắc với lỗi lầm của mình. Hãy trọng lượng với người khác và cả chính mình. 5. Nghĩ đến người khác. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều nếu vươn tay ra giúp đỡ người khác, bạn bè, người xa lạ và kẻ thù. Họ sẽ tử tế hơn với bạn. Cuộc sống của chính bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn. 6. Có trái tim nhân hậu. Bạn cần vun trồng lòng tử tế. Hãy suy nghĩ sâu hơn, nghĩ cho đúng. Bạn sẽ hiểu được rằng bạn có lợi ích từ những việc người khác làm, ngay cả khi họ làm hại bạn. Họ giúp bạn trưởng thành hơn, thấy được những điều mạnh mẽ bên trong mình mà bản thân không thấy được, khiến bạn mạnh mẽ hơn. 7. Lấy đủ làm vui. Tiền mua được mọi thứ, nhưng không mua được hạnh phúc. Tuy có thiếu một chút, nhưng nếu ta biết đủ, hài lòng với những gì thuộc về mình, cuộc sống sẽ thanh thản, an nhiên cả đời. 8. Sống cho hôm nay. Hãy trân quý giây phút hiện tại với những gì mình đang có, những gì thuộc về mình. Sống với hiện tại là cách sống mà bạn cần hướng tới. 9. Không so bì, ganh tị với người khác. Đừng là người nhỏ mọn trong mắt người khác. Hãy để lòng mình rộng mở, bao dung, độ lượng, sống bằng cả tấm chân tình. 10. Sống vì mình. Sống vì mình không có nghĩa là làm mọi thứ, cố gắng đầy đủ vật chất, mà chỉ đơn giản là hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì. 11. Sống với tâm thái an lạc. Hãy vui vẻ, thành thật, sống thanh nhàn. Cho dù có bận rộn, nhưng tâm hồn luôn tự tại, an nhàn, ít ưu tư. Bằng lòng và chấp nhận sống vui với hiện tại mình đang có. 12. Ít tức giận. Điều này không dễ dàng gì. Tâm thái phải luôn được thảnh thơi. Vạn vật tùy duyên, không vướng bận việc gì. Cái gì của mình thì tự khắc sẽ đến. Không thuộc về mình thì cho dù có nắm được cũng sẽ rơi. Hãy luôn giữ tâm thái thoải mái, dễ chịu. 13. Sống đơn giản. Sống đơn giản không có nghĩa là hờ hững với mọi việc. Cũng không ngây thơ, mà chính là bạn đã trưởng thành, trí tuệ thông minh. 14. Biết cách tìm niềm vui cho mình. Niềm vui chẳng ở đâu xa. 15. Hưởng thụ cuộc sống. Bạn hãy thưởng thức thiên nhiên tươi đẹp, hãy trân trọng từng cơ hội, từng khoảnh khắc, hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày. 16. Có điều gì đó để hy vọng. Hãy có niềm tin vào đấng tối cao, đấng siêu nhiên, để khi gặp phải những nỗi đau khổ, thất vọng cùng cực, bạn như được an ủi, chở che tổn thương trong tâm hồn mình. Đó là chiếc mỏ neo tâm linh để bạn dựa vào. Hãy có một giấc mơ lớn và thực hiện những điều nhỏ nhặt hàng ngày. 17. Chăm chỉ lao động. Hãy chăm chỉ và yêu lao động. Bạn sẽ thấy cuộc sống đáng sống hơn rất nhiều khi yêu công việc của mình, đem đến giá trị tốt đẹp cho nhiều người. 18. Yêu công việc bạn đang làm. Khi cống hiến, cho đi những giá trị, bạn sẽ nhận được sự phản hồi là tình cảm yêu thương của người khác. Nếu muốn được yêu thương, hãy cho đi yêu thương. Muốn được giàu có, hãy cho đi sự giàu có. Muốn có kiến thức, hãy cho đi kiến thức. 19. Đừng trì hoãn công việc. Hãy bắt tay ngay vào những việc bạn muốn làm, bởi khi làm được, những việc đó sẽ trở thành thói quen của bạn. 20. Nghịch cảnh để bạn trưởng thành. Luôn luôn có nghịch cảnh trong cuộc sống này.
hãy có suy nghĩ tích cực và vượt qua những nghịch cảnh. Bởi khi khổ đau, bạn mới biết được giá trị của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy yêu thương nếu chưa bao giờ bị thất tình. 21. Ngừng quan tâm người khác nghĩ gì. Đôi khi sự lựa chọn của bạn không phải là cái mà người khác nghĩ bạn nên chọn. Nếu sự lựa chọn của bạn có ích cho bản thân và người khác, thì dù có người không thích, cũng chẳng quan trọng vì bạn đang làm điều đúng và cần thiết. 22. Giữ bình tĩnh. Hãy uống lưỡi 7 lần trước khi nói, cũng đừng nổi nóng. Điều này không tốt cho tâm trạng. 23. Đón nhận những niềm vui nho nhỏ. Hãy hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt mà không cần chờ những điều to lớn. 24. Tự kỷ ám thị. Hãy nở nụ cười trên môi. Nó có thể cải thiện tâm trạng của bạn, khiến người khác yêu mến bạn. 25. Cảm ơn cuộc sống. Hãy cảm ơn cuộc sống này đem đến cho bạn những điều tốt đẹp ở hiện tại. Dành tặng lời khen khi ai đó làm điều gì khiến bạn cảm kích. Hãy bày tỏ sự biết ơn khi ai đó làm điều gì cho bạn. Bí quyết sống hạnh phúc tưởng như rất xa mà cũng thật rất gần. Hãy áp dụng vào cuộc sống của mình để hưởng thụ sự bình an nội tâm. Hãy sống một cách chân thật, không giả tạo. Thường xuyên nghe lại những bí quyết này. Sống quân bình, làm bạn với bản thân và vun trồng một trái tim nhân hậu. Hãy hành động để có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.